Xin chào cả nhà đã đến với kênh của mình Hằng Khánh Hòa. Thì hôm nay mình tìm đến cái đường đến hang cọp nha cả nhà. Thì bây giờ mình đi đến nửa đường rồi. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng đồng hành với mình tìm đến cái hang cọp đó nha cả nhà. Rồi mời cả nhà cùng đi. Đây là mình cái đường đi, đây mình băng đường ở trong rẫy nha cả nhà, băng đường trong rẫy đi. Đây là chắc cái chòi của người ta làm rẫy nè. Đây đề số người ta trồng sồi nhiều quá, sồi với lỡ mít. Mít. Đây là năng lượng, đây là năng lượng để nạp vô cơ thể mình để cho có sức để lên núi này cả nhà. Mệt quá rồi đang ngồi ở tảng đá đang nghỉ một cái nha cả nhà, xong rồi leo leo nữa chứ mệt không rồi. Ôi trời kìa, uống miếng nước à, nạp năng lượng rồi đi nữa nha cả nhà. Ai gọi không biết. À, đồng hồ báo 9 giờ cả nhà. Giờ là 9 giờ. 9 giờ sáng. Ê, hết đi tiếp. Cao quá. Mình đã thấy miệng hang rồi nha cả nhà, miệng hang nè. Đây. Đây là miệng hang. Đây là miệng hang cọp nha cả nhà. Ừ, mình nghe nói hồi xưa là cọp ở trong đây nè. Đó. Cho nên bây giờ mình mua nguyên đó, mình vô trong cái hầm mình coi thử cái hầm này trong cái hang này nó như thế nào nha cả nhà. Rồi, mời cả nhà. Hồi kia
là cái miệng hang nó rộng lắm nha cả nhà, nó rộng hết cái khúc đây nè, rộng hết cái khúc đây nè đó. Rồi cái ông thầy của chùa mà Đông Lãnh Tự á, ông thấy gì ông mới lắp bớt cái miệng hang lại nè, ông lấy đến ông lắp bớt cái miệng hang lại cho nên giờ nó còn như đây đó. Leo lên trên đây nè là mình nhìn thấy Nha Trang rồi, rõ lắm nha, cái nhà thành phố biển Nha Trang thấy rất là rõ luôn. Mời cả nhà cùng mình chui vào hang hang cọp xem như thế nào nha. Thì nói chung mình nghe trong hang là mình cũng sợ lắm cả nhà, nhưng mà mình muốn khám phá thì mình đem theo cái cây điện pin nữa cả nhà. Rồi có tối thì mình rồi rồi mình quay cho cả nhà xem nha. Rồi mời cả nhà. Giờ mình bắt đầu mình chui vô hang cọp nha cả nhà. Em đi đi về đây cho đi cái đầu vô đâu được nha. Trời ơi, trong này tối thui rồi cả nhà, mà cái hang nhỏ xíu à, đất đá nó vùi lấp hết hay sao. Coi bây giờ mình bật đèn pin lên mình rọi cho cả nhà xem nha. Đó mình bật đèn pin mình rọi nè. Đó, nói chung là cái hang ở trong này nó cũng nhỏ lắm, do đất đá vùi lấp xuống ở sao á, nó chật nít à, nó nhỏ lắm. Mình nghe cái bè về đó bé nói mình sợ, mình không có đem theo đâu giày ủng nữa nè, mà mình chưa chưa có mang đâu, tại vì nó nhỏ lắm không có, để mình lội cho cả nhà xem đó, không có thấy cái gì hết đó. Mình lội xung quanh ngõ ngách cho cả nhà xem. Trong đây nha, mình trườn vô nha cả nhà, trườn vô cho cả nhà xem nha, chứ cái lỗ nhỏ quá, cái lỗ nhỏ quá không có chui 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 vô được nha cả nhà. Mà mình cầm cái máy quay nữa, mình vừa quay vừa vừa chui á, mình đỡ trên người đây nè, mình đeo trên người mình chui vô đó, mấy cái lỗ nè, cái lỗ nhỏ quá mình không thể chui vô mấy cái lỗ đó, mình quay cho cả nhà xem được nha. Mình cố gắng mình trườn vô nè, mà nó có những cái lỗ nhỏ 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 đó, mà nó cũng không biết những cái lỗ này gì mà nhỏ nhỏ, mình không có chui cái người mình vô được nha cả nhà. Đó mình quay cho cả nhà xem nè, mà có những cái lỗ cũng mòn cả nhà, có những cái lỗ thì cũng mòn lắm, nhưng mà không biết là những cái con gì he ai chui vô mà nó cũng mòn chứ không ấy. Đây quay cả nhà, cố gắng quay cho cả nhà xem nha, tại vì vô nó chặt lắm cho nên mình quay lại á, rồi cái máy quay của mình nó cứ đảo lìa cả nhà thông cảm nha. Đó, mình chui được chỗ nào, một phần là máy quay nè, một phần là điện pin đậu đầu rồi nữa, cho nên là mình không có cái nhà nhìn kỹ nha, rồi có gì thì thông cảm cho mình nha. Hãy chui vô nó tới thui tới thích rồi mà nó chặt chợ nữa, cho nên quay lại nó không có, nó chặt lắm, nên có gì cả nhà thông cảm nè. Đó những có những cái con đường mòn nè đó, thấy không, mà không có quay thì mình thấy gì chứ thiệt vậy đó, những cái con đường mòn mòn là mày chui vô không có lọt, nó nhỏ xíu à. Ngày xưa thì mình nghe nói là to lắm, tại sao giờ đất đá nó vùi lấp xuống hay sao, còn có chút xíu à, đất đá nó vùi lấp hay sao còn có chút xíu à cả nhà. Đó. Mình cũng quay cho cái nhà xem mà mình đảo quê đảo lại thiết á, mình ở tít ở trong này nè, ở tít trong đây mình cố tình mình trường 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 vô, mình trường mình quay cho cái nhà xem đó 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 gì á, quay cho cái nhà xem được chút nào hay chút đó, lỡ lỡ chui 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 vào hang à,
Lỡ vào hang cọp rồi phải leo, lỡ lên lưng cọp rồi leo lên luôn chứ giờ biết làm sao. Thôi không có gì, thôi giờ mình chơi lại. Thì nói chung hồi nãy mình chui vô trong đó mình cũng quay cho cả nhà nhìn thấy hả, là do đất đá lâu ngày sao á nó chảy xuống á, thì nói chung nó cũng bít đường à, không có cái đường để mà chui vô lộ núi này, mà cái thân mình mà bò bò vô lộ rồi chắc của mình cũng bò vô tuốt ở trong cho cả nhà xem á, nhưng mà không ấy thôi mình rê lại. Thì theo mình rê thì mình được biết ở chỗ này chắc cũng tâm linh hay sao không biết, thấy người ta cũng cúng nè, nhang thuốc thuốc nhang đồ nè, nước đồ thì cũng bỏ nè đó, nhưng mà do lâu ngày á đất đá nó vùi lấp lại nên nó bị bít hết rồi, nên mình không có thể vô được. Cái tảng đá này rất là to, mình không biết là mình có leo lên trên được hay không, chứ mình vẽ mình lên trên được thì mình cũng quay cho cái nhà xem lên trên được á, chưa có chưa, để mình đi ngay này thử lên được không nha. Tại là mình đang đứng ngay cái miệng hang cọp này nha, cái miệng hang cọp này nha cả nhà, nhưng mà mình muốn lên trên trên cái hang cọp đây nè cho cả nhà xem nó cao và nó to cỡ nào, nhưng mà không có cái đường leo lên cả nhà đó, mình chỉ quay xung quanh cho cả nhà xem thôi nha. Cái hang cọp nó nằm trong rẫy của người ta nha cả nhà. Thôi thì mình về cả nhà. Hành trình của mình đến đây là kết thúc. Hẹn cả nhà những video sau mình sẽ làm tốt hơn và hay hơn. Ai đang xem cho mình xin một cái like, một cái đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nha. Ai đang vui nhớ chia sẻ nhiều nhiều để ủng hộ mình, để mình có động lực mình làm tiếp tiếp những video sau. Rồi bye bye, chào cả nhà.